Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2019, Chi hội Mikae Charlotte tiểu bang North Carolina tổ chức mừng lễ bổn mạng Tổng lãnh Thiên thần Mikae tại nhà thờ Saint Anne Charlotte tiểu bang North Carolina. Chi hội Mikae là một trong các chi hội thuộc tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa thành lập để bảo trợ ơn thiên triều gồm những giáo dân thuộc các giáo xứ cộng đoàn trên xứ Hoa Kỳ hy sinh cộng tác trong sứ mạng mở mang nước Chúa qua việc cầu nguyện và khuyến khích ơn gọi tu trì nơi thế hệ con cháu, giúp đỡ vật chất giúp cho tu đoàn có phương tiện đào tạo huấn luyện các chủng sinh. Như Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Phong đặc trách hội bảo trợ ơn thiên triều chia sẻ, hiện tại rất cần thợ gặt, hôm nay đến để dâng lời tạ ơn và mời gọi quý ông bà anh chị em. Thêm lời cầu nguyện cũng như nâng đỡ cho ơn gọi của giáo hội nói chung, tu đoàn Nhà Chúa nói riêng. Linh Mục đặc trách hội bảo trợ ơn thiên triều thay mặt nhà dòng chân thành biết ơn cha linh hướng Giuse Đinh Xuân Long, quý hội viên thân hữu đã hy sinh cộng tác trong công việc truyền giáo. Nhân dịp này để mời gọi tất cả mọi người, không riêng gì vấn đề những quý vị trong hội bảo trợ tu đoàn Nhà Chúa, mà tất cả các thân hữu, những người có thiện chí, quý vị hãy giới thiệu cho mọi người bằng lời cầu nguyện. Cái điều mà chúng tôi mong muốn là mỗi ngày xin quý vị đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh, cầu nguyện theo ý thức thánh cha để kinh lạy cha được thực hiện. Đó là ánh sáng tin mừng của Chúa được lan tỏa đến các tâm hồn. Rồi ngoài ra, những quý vị có khả năng có thể nâng đỡ chúng tôi một số vật chất để chúng tôi có thể tạo điều kiện giúp cho các chủng sinh tiến lên chức linh mục. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Giáo hội đang cần đến sự cộng tác của quý vị, từ lời kinh nguyện cho đến điểm trợ vấn đề vật chất để giáo hội hoàn vũ cũng như tu đoàn Nhà Chúa mỗi một ngày thơm khởi sắc, có thêm những nhân sự mới, có những tân linh mục đạo đức thánh thiện có chất lượng. Các hội viên, gia đình và thân hữu tham dự thánh lễ do Linh Mục Giuse Đinh Xuân Long thuộc giáo phận Charlotte tiểu bang North Carolina chủ tế, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Phong đặc trách hội bảo trợ ơn thiên triều tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa cùng đồng tế. Sau thánh lễ, anh hội trưởng Trịnh thay mặt cảm ơn quý cha và quý hội viên đã đến tham dự, chia sẻ giúp đỡ các chủng sinh và dùng bữa cơm thanh đạm trong ngày mừng lễ quan thầy Tổng lãnh Thiên thần Mikae. Tôi Bùi Văn Bằng ghi nhận những hình ảnh sinh hoạt của chi hội bảo trợ ơn thiên triều Mikae Charlotte tiểu bang North Carolina. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Tình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.